Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bầy là đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chương trình Giải Cứu Bánh Chưng cùng với Trúc Xanh TV. Tết thì năm nào cũng có dăm ba chiếc bánh chưng, bánh tét rất là nhiều luôn. Và trong ngày Tết thì có rất nhiều các loại đồ ăn, và bánh chưng lại là đồ nếp nên là thường nó sẽ rất là ngấy. Do vậy là sau khi Tết đã kết thúc thì mọi người nhà nhà luôn là có thừa ra rất nhiều bánh chưng. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách làm bánh chưng mới lạ. Thông thường thì mọi người sẽ sử dụng bánh chưng luộc, hoặc là phổ biến là bánh chưng chiên, bánh chưng rán. Nhưng ngày hôm nay mình xin chia sẻ mọi người một món bánh chưng độc và lạ hơn, và đảm bảo mọi người ăn sẽ không hề ngấy mọi người nhé. Hôm nay mình bánh chưng thì mình đã cắt thành từng các miếng vuông như này đó. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh chưng rang muối mọi người nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng mình làm món bánh này để xem nó có độc và lạ không. Mọi người xem video thấy hay thì hãy ủng hộ cho Trúc Xanh TV để mình có động lực làm các video tiếp theo mọi người nhé. Mình bắc chảo lên bếp và cho dầu ăn vào mọi người nhé. Đợi cho dầu nóng già thì mình sẽ cho bánh vào để chiên mọi người ha. Rồi, bây giờ mình đã cho bánh vào hết trong chảo rồi. Đấy, mọi người cho lửa to một chút nhá, để cho bánh bên ngoài thì giòn và bên trong của nó thì có độ mềm nhá. Đó, với những miếng mà có màu vàng như này rồi thì mình sẽ cho ra mọi người ạ. Mình sẽ cho ra một cái đĩa như này, có giấy thấm dầu mọi người, để cho nó khô nhá. Người nhìn giống, thấy giống gà rang muối không? Món này mình vừa mới nghĩ ra chiều nay, là buổi tối về mình phải thực hiện ngay lập tức để chia sẻ cho anh em xem nhé. Năm nay nhiều người theo cái trend là hấp bánh chưng, nấu bánh chưng bằng cái nồi chiên không dầu, nhưng mà mình sẽ không làm video đó và mình sẽ làm món bánh chưng rang muối trước. Ok mọi người ơi, đây là bánh chưng của mình đã chiên qua. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái đĩa khác như thế này mọi người ạ. Wow, bánh chưng rất là thơm luôn. Đấy, mọi người nhìn bánh chưng này. Mình sẽ cho hết ra cái đĩa này. Món bánh chưng rang muối này thì hôm nay mình sẽ sử dụng một chút mè rang, vừng rang nha mọi người. Và mình sẽ dùng bột rang muối. Mọi người có thể tự làm được cái bột này, nhưng mà hôm nay mình sử dụng bột này cho nhanh hơn mọi người. Rồi, cho bột vào. Màn này là màn đặc sắc các bạn này, màn rắc muối mọi người nhá. Đấy, mình sẽ rắc muối lên đây. Mọi người thấy độ thao tác giống cái anh đầu bếp mà làm món bò rát vàng không? Đó. Nếu mọi người mà ủng hộ cái video này ấy, thì mình sẽ làm món bánh chưng rát vàng nha anh em. Rắc muối mọi người ạ. Và cuối cùng mình sẽ rắc vừng lên mọi người nhá, để cho món này nó thêm hấp dẫn. Ok, như vậy là thật đơn giản, mình đã có một món bánh chưng rang muối, gọi là giải cứu bánh chưng thành công. Đó. Nhìn cũng rất là bắt mắt và ăn cũng rất là ngon mọi người.
Mọi người có thể thấy này, bên vỏ ngoài là rất là giòn. Đó, bên trong đó thì vẫn có độ dẻo của bánh chưng mọi người nhé. Đó, nên là ăn rất là tuyệt vời. Rồi, không còn để mọi người chờ đợi lâu nữa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức luôn món này để thử xem là cái sự sáng tạo mình ngày hôm nay như nào các mọi người nhá. Đối với món này mình sẽ chấm cùng với tương cà hoặc là tương ớt mọi người. Rồi, mình sẽ ăn thử. Xin mời tất cả mọi người nhá. Mình sẽ thử một miếng xem nào. Rất là giòn luôn. Bên ngoài vỏ nó thì giòn, bên trong nó có độ dẻo thơm của bánh chưng mọi người. Đấy. Chấm cùng tương cà mọi người nhá. Giòn tan trong miệng luôn. Cách làm mới ăn khá tuyệt. Thơm thơm một chút của vị muối. Vậy đơn giản thôi, mình đã có một cái món bánh chưng ăn rất là sáng tạo. Và mình xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.